Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là tối ngày thứ ba, ngày 7 tháng 6 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục công việc gói đèn nha. Thì bây giờ mình đang lên đèn một cái JD80 với giá là 600k để gửi cho ông anh chưa biết tên luôn. Ảnh ở dưới Xà Lan anh em. Và ảnh nhắn mình sáng mai giao cho ảnh 12 tấm AE. Đó, pin AE thì hôm nay mình bán hết phần nữa rồi. À, sáng mai anh lấy thêm 12 tấm nữa ha. 12 tấm AE. Thì ảnh cặp cái bến ở tại cái cầu Rạch Miễu anh em. Mình thì chạy lên cầu Rạch Miễu khoảng hơn 10 cây số thôi. Cho nên mình sẽ thuê cho ảnh một chiếc ba gác ha. Và giao cho ảnh ở bến cầu Rạch Miễu. 12 tấm pin AE. Tất cả những kẹp, ray, dây điện, MC4. Nói chung là đầy đủ hết để làm một cái hệ. Ảnh ráp một cái hệ chạy độc lập ở dưới ghe anh em. Mình chỉ không bán ảnh cái inverter thôi. Tại vì nghe ảnh nói là ảnh có ông anh mua giúp ảnh con lắc power. Thì đã mua cách này lâu dữ lắm rồi. Mình cũng có đó, lắc power đó anh em. Mình cũng có thể liên hệ công ty lấy được. Nhưng mà điều cái này là ảnh đã mua cách này mấy tháng rồi. Ảnh về ảnh để dưới ghe ảnh. Rồi bây giờ ảnh mới phát hiện mình bán pin. Và ảnh cập vô cái bến cầu Rạch Miễu. Và mình thì giao pin và giao tất cả các ray kẹp dây MC4 cho ảnh. Đó, tất cả những nội dung là mình giao cho ảnh hết, ngoại trừ con lắc power anh đã có. Thì ảnh có nhu cầu lấy thêm một cái đèn nữa. Mình cũng chưa biết tên luôn nha. Ảnh đã chuyển cọc cho mình là hết 6 triệu bạc rồi. Nhưng mà mình chưa biết tên anh này luôn. Đó, mà ảnh cọc đã 6 triệu rồi đó anh em. Chưa lấy một cái gì hết mà đã cọc 6 triệu rồi. Đó thì sáng mai mới lấy hàng thôi. Phí vận chuyển từ nhà mình lên cầu Rạch Miễu là cái anh xe ba gác ảnh chốt là 500k. Đó thì anh em mua hàng anh em cũng có thể chọn phương án đó nha. Đó, anh em ở xa hơn thì có thể phí vận chuyển là 1 triệu. Đó, nhưng mà vận chuyển theo cái kiểu mà xe ba gác chở pin mặt trời này, pin AE này. Và anh em mua hàng thiện chí giống như anh đi ở dưới Xà Lan nè. Thì mình để cho anh em cái giá thật là ok nha. Cái giá thật là ngon nhất. Ví dụ như hôm nay mình bán lẻ là 7.3. Thì bây giờ mình có thể bán lẻ là 7.1, 7.2 để hỗ trợ anh em một tí cái phí vận chuyển. Hỗ trợ nhiều quá không được nha anh em. Do pin AE này là pin 510W, pin lớn và nó sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ ha. Pin số 1 thế giới cho nên là không thể nào mà giảm hơn nữa được nha anh em. Pin rất là xịn luôn ha. Ở thị trường thì khó có thể nào mà tìm được pin xịn hơn. Thì bây giờ mình nhắc lại về cái JD80W mà ông anh này lấy nè. Đấy, thì cái vỏ thùng nữa nè anh em. JD nè, Solar Light ha. Cái mã của nó là 6128. Rồi 6128 nha, 6128 nè. JD6128 nha. Đó, thì cái này thị trường người ta bán là 750. Nhưng mà hôm nay là trên kênh mình bán là 600.000 nha, 600.000 một cái nha anh em. Và bây giờ anh này anh lấy thì mình cũng là 600.000 luôn. Cái tấm pin là 18W nè, tấm pin 18W có ray, có dây nè, đầy đủ ha. Rồi, cái đèn thì có bộ pin lưu trữ là 10 Ah. Pin lưu 10 Ah. Có 119 SMD 5730 với hai màu. Phần nửa là màu trắng, phần nửa là màu đỏ. Vậy là chỉ có 60 con led màu trắng thôi và 60 con led màu đỏ nha anh em. Chỉ 60 con thôi mà nhưng mà nó rất là sáng nha. Lát nữa mình cầm mình test ra đi vòng vòng cho anh em xem ha. Đó thì cái đèn này lý do nó rẻ, nó có 600.000 là tại vì cái chá này bằng thiết nè, mạ bạc phản quang nè và ngoài sao bằng nhựa nè. Đó, chất liệu rẻ cho nên nó rẻ thôi chứ còn độ sáng thì nó vẫn là ok nha. Ở cái remote thì vẫn giống như là remote của mấy cái thằng JD loại 1 nha anh em. Đó, bịch tắc kê ốc vít ha. Ở ngoài sau đây có một cái con này để treo ngược cái đèn lên ha. Để treo ngược cái đèn lên. Thì cái con này 6128 này hôm bữa giờ ở trên kênh mình bán rất là nhiều, anh em cũng có thể coi trên kênh và nhận thấy là cái này người ta mua rất là nhiều anh em. Đặc biệt là mua có thể treo ở mấy cái nơi mà đuổi muỗi á, như chuồng heo, chuồng bò đó, anh em sử dụng ánh sáng màu đỏ này. Ánh sáng màu đỏ ha. Ủa sao nó không cháy? Lỏng pin à. Lỏng pin. Cái remote đó nó bị lỏng pin. Mới gắn vô và chưa thử nữa. Đó, rồi bấm thử. Đó. Cái ánh sáng màu trắng này là chúng ta treo ở đâu cũng được hết ha. Trong nhà, ngoài trời, cổng hay là ngoài hè hay là ở mấy cái sân vườn đồ hay là ta treo ở những cái chỗ mà chúng ta đi đêm về mà tối thui á anh em. Đó, mấy anh em mà có cái đường đan mà vô nhà mà cách khoảng 30-40 m, 50-60 m á đi mà sợ á thì anh em có thể treo cái đèn này ha. Đấy. Là rất là ok luôn nha. Khoảng mấy chục thước mình treo một cây thôi thì nó đã sáng rồi. Màu đỏ của nó nè anh em, sáng màu đỏ của nó đuổi muỗi nè.
là một số anh em dùng cái này để treo chuồng heo, chuồng bò, chuồng vịt, rồi mấy cái trại gà, rồi mấy cái chòi mà canh giữ trái cây đồ mọi người. Đó, mấy cái vuông trái cây đồ anh em mua treo nhiều á. Còn màu trắng này là ta treo ở đâu cũng được hết nha. Màu trắng này là không có đuổi muỗi nhưng mà nó rất là sáng ha. Chúng ta có thể thử nó nè. Chúng ta test độ sáng của nó nha. Chúng ta rút ra này. Cầm đi này. Đấy. Cái này đó anh em thấy không? Cái đèn này chỉ có 600 ngàn thôi nha. 600 ngàn, độ sáng ok cho mọi người. Đấy, nè ánh sáng của cái đèn JD 80W dạng có cái nón chụp này nha. Đấy. Đấy, đây là lý do mà anh em mua cái đèn này nhiều đây nè, nó vừa rẻ mà nó lại rất là sáng ha, rất là sáng. Thì những anh em mà mua về xài rồi phản hồi lại á, nếu mà trời nắng đàng hoàng thì nó sáng sáng đêm ok nha. Đó, chỉ sợ trời không nắng thôi chứ còn trời nắng đàng hoàng là sáng đêm ok. Ánh sáng màu trắng này nó nặng điện hơn ánh sáng màu đỏ nha anh em, cho nên là ánh sáng màu trắng này nó nếu mà ta bắt màu trắng thì nó sẽ hết điện trước ánh sáng màu đỏ, còn ánh sáng màu đỏ thì nó sẽ hơn một đêm luôn nha, hơn một đêm luôn nha. Đấy anh em thấy không, đèn thì nó rất là ok trong cái tầm 600 ngàn. 600 anh em mua cái đèn nào mà 600 ngàn mà được đẳng cấp như thế này anh em, đấy rất là hợp lý luôn ha. Cái này chúng ta treo ánh sáng này là treo đâu cũng được ráo, có cái nắp chụp này thậm chí là treo ngoài đường cũng được đó anh em. Đó, treo giống như những cái đèn đường ở nhà mình nè, đó đèn đường thấy không, đó ta treo đèn đường vậy cũng ok luôn nha. Đó, anh em nào mà có những cái đường đan vô nhà mấy chục mét đi đi chơi về sợ ma rồi anh em, rồi sợ cướp đồ á, sợ ở trong lùm tự nhiên có một một thanh niên một quái vật nào đó phóng ra anh em, đó thì chúng ta sẽ đây ha, đấy đó ok cho mọi người, chỉ có 600k một bộ thôi. Đó thì cái đèn này nó ok quá mà giá nó quá tốt. Đó, anh em khác thì mình thấy mình bán là 750 nha, nhưng mà kênh miền Tây Solar là không bao giờ bán cái giá mà không hợp lý hết nè. Mình thấy đưa ra những cái giá hợp lý không, lúc trước cái này là 570 nha, sau đó lên 590, bây giờ lên 600, nhưng mà 600 á, thì nó vẫn còn rẻ hơn so với cái chất lượng mà nó mang lại. Đây là cái thùng của nó nè mọi người. Đó, thì nhân tiện đây thì mình cũng nói luôn, có mấy anh em mà chiều nhận hàng á, nhận hàng rồi nhắn qua cho mình á, là hàng ok đó, xài sáng nó ngon đó, nhưng mà chưa an tâm ở chỗ là tấm pin sao không thấy cái mạt. Thì mình nói tới nó lui hoài mà nhiều khi anh em coi không có đúng video á, rồi không có nghe được mình nói. Cái tấm này nè có cái mạt nè, 18W, 6V, 3A gì gì đó, tấm này có. Nhưng mà cái thùng kế bên của cái thùng này nè, cái thùng này ở trong một thùng lớn có 6 thùng nhỏ này. Cái thùng này có thì mình biết là cái thùng kế bên sẽ không có cái mạt này anh em. Có nghĩa là tấm pin tấm có tấm không. Anh em đừng có nghĩ cái tấm không có là cái tấm pin dỏm hay là đồ giả mạo gì nha. Nghĩ vậy là tội nghiệp mình lắm nha anh em. Có nghĩa là thùng có thùng không cái mạt này nè. Đó nhiều khi anh em thấy ủa sao nó không có cái mạt này. Thành ra là mình nghĩ là tấm pin không có xuất xứ, không có nguồn gốc, không có tầm này kia rồi đồ hàng tào lao, không phải nha. Mà là trong một thùng, trong một kiện thì có vài tấm có và vài tấm không có. Đó nó không có rồi bây giờ mình biết sao giờ anh em. Đó mình lấy cái mạt mình dán vô hay sao? Nói chung là nó không có rồi thôi chứ giờ sao giờ? Như tấm này có nè, thấy không? Đó, nhưng cái đèn khác thì nó không có. Đấy, hên xui mọi người. Chứ không phải là hàng dởm, hàng nhái giả mạo gì đâu nha. Đây cái thùng nè anh em. Đây cái thùng dày ra mà. Quá chất phải không? Đó, hàng ngon lành. Rồi giờ mình đóng đàng hoàng để mai gửi tới ông anh mình ha. Ổng là ở dưới Sà Lan đó, mà ông lấy rất là nhiều đồ bao gồm cả cái thùng này luôn. Thôi mình xin chào anh em. Anh em đam mê cứ liên hệ Zalo 076 687 4311 nha. Xin chào mọi người, hẹn mọi người gặp mọi người ở những cái video đèn tiếp theo nha.